này có đem mấy con dế theo không? Có nè. Tao phải cho nó đấu thử với con dế của cha tao. Mày đừng liều, tao nghe nói là dế tiếng vua đó. Dế tiếng vua, nên tao càng phải thử xem nó lợi hại cỡ nào. Tha, giúp ta, nó chạy kìa. Ông trời có sập xuống cũng không cứu được mày đâu. Chết rồi. Chết mày rồi. Với tiếng vua, cha mẹ mày sẽ đánh mày, rồi quan trên nữa, họ sẽ xử tội cả làng. Kỳ này chết rồi chắc ơi. Mày đừng có mà hù tao. Cha tao nói rồi, không có dế nộp là chết, mà làm chết dế nộp cũng chết. Cũng tại mày, ai bảo háo thắng, phải tỉ thí với dế tiếng vua kìa. Hả? Sao thế này? Tôi đoán là cái thằng nghịch ngợm này mà lại định bắt con dế tiếng vua ra chơi đây. Mất tội con dế rồi. Trời ơi, thằng nghịch tử, làm chết con dế rồi phải không? Tao phải đánh mày một trận.